Cái này cái linh san nha bạn, rồi cái này nó mập tù lù nha các bạn, mập mà nhìn cái cảm giác là lực cây. Phơm lượng lượng cây cái đế cũng đẹp các bạn, cái đế nhìn nó già luôn bạn thấy không, cầm cái tay vô con bên bự dữ lắm. Mấy mặt cắt thì nói chung linh san thì phải chịu mặt cắt thôi nha, mà nó không có liền thẹo đâu. Chơi linh san kim quýt me khế, khế thì nuôi từ nhỏ nó mới liền thôi, me cũng vậy. Còn linh san thì bó tay, linh san kim quýt là mặt cắt lớn nhỏ gì nó cũng không liền. Mấy mặt cắt này mình lấy máy lũa mình đánh kỹ lưỡng lắm. Cây này người ta cũng uống hàng chạo luôn các bạn, mình về mình thúc cầm vô. Tại cây này cái phơm cây nó lớn quá mà mấy cái cầm thì hàng chạo thì không được các bạn, cây này nuôi hàng chạo không được. Phơm nhỏ thì nuôi hàng chạo coi được chứ phơm cây này nó bự quá, không có nuôi hàng chạo được. Cây này cây song hình lá kim, hồi nãy mình nói song hình lá kim bên cái clip kia là lá nó nè các bạn, trạng lá nó nè. Đó, nó dần giống như lá 86, lá 86 là nó ngắn phân nửa vậy nè bạn. Phân nửa cái lá kim song hình mà nó tròn tròn, nó hơi tròn tròn, còn cái lá kim song hình nó thấy nó thuôn dài như xíu à, nó vô cây như xíu à. Cây này không biết hồi xưa người ta cắt mà cắt cho điện cho nó ra tàn hay sao, cố tình cái thợ cắt điện cho nó ra tàn, cái này sợ không ra tàn cái này hay sao mình không biết, có sẹo cắt rồi, sẹo cưa này, có sẹo cưa trước mà chủ trước cưa ngay cho này đó, mục đích để ra cái cành này hay sao mình không biết nha, hay là cưa phạm mình không biết, mình nghĩ cưa để lấy cái tàn cái này chợ đó, mình không nghĩ, mình nghĩ là không nên cưa nha các bạn, cưa vậy nó xấu cái cây lắm. Một số người làm theo phương pháp đó không được thì mình ghép áp vô chứ đừng cưa, cưa nó tại là gặp linh san nó không có liền sẹo, nó không làm cái đó được, ghép áp vô thì nhà mốt cái cây của mình nó mượt hơn, đẹp không. Chứ cưa cái này nó để lại cái vết sẹo là nhìn nó không có duyên, cái keo mốt nó từ từ nó bao qua lại, nó bao từ nuôi cái cành bắp cành bự lên nó bao qua từ từ lại, với là cục cái này nó bự lắm. Mình sẽ tới gần như vậy. Em đo. Nếu mà trước lấy mặt tiền đây đẹp nè bạn, mặt tiền đây nhìn cảm giác nó lượng cây nó đẹp hơn. Còn mặt tiền ở đây cảm giác nó tại hai thân cho này dắt vô nó chiền vô nè. Đây một cốt nhưng mà chỗ này nó hai thân dắt chiền vô nè. Đó. Cái này thì đẹp các bạn. Nhưng mà hàng chợ nha bạn. Mình con lại đủ cái tàn ra xa lắm, mình con lại mốt về mình dục xuống đất mình nuôi mấy cái bắp này bự lên rồi mình làm lại. Mình đo cái eo trước, eo cái này được 35, còn cái cục sát dưới, sát dưới thì được 40-41 à. Còn cái cục rễ, cái cục đế này nè, cục đế này cả 55-56-60 luôn nè, bự quá. Nên cái cục đế này bự lắm, nó nguyên một cục. Chiều cao nó 37. Cái này nó cao được 37. Chủ trước lấy mặt tiền mấy anh đây chủ yếu là tận dụng mấy cái cốt này. Cốt này được uống cành điểm chứ thật sự cái mặt bên đây đẹp hơn. Hôm nay cái đế nó cũng đẹp, đế nó thiền gì mấy anh đây. Cải lấy mặt đây cũng được. Dạ cây này cũng bự lắm. Mình để chai nước cho các bạn so sánh. Mình xem xong hình nha bạn, kim xong hình. Cây này giờ đổi qua mặt tiền mới đây cũng được đó bạn. Bỏ lại cái cành này, bỏ lại cái nhánh ngay này thôi, lấy mặt lại mặt tiền mới đây cũng được. Tiệm này nhìn nó dặn cái cây nhìn đẹp hơn. Cái cành điểm bên đây đảo qua lại, đảo lại cái cành điểm bên đây. Cái mặt tiền bên đây dặn được đâu bạn. Mặt này vẫn đẹp, thấy mặt tiền bên đây đẹp hơn.
Mình xanh nha các bạn. Cây này mình bán bự lắm. Tổ. Những phôi linh xanh dạng dạng gì cũng được, cũng đẹp. Chốt cành này có sẵn đó rồi, về tận dụng rồi nuôi cho nó bự lên thôi. Chứ so với cái cành này, so với cái cây này nó còn mỏng dữ lắm. Cái cây này nó bự. Mình xa nha bạn, Kim Song Hinh.